Mỗi một kỹ trong ngũ lôi tình đều có một lớp haki cực khủng bao quanh cơ thể. Điều này là giống hệt với Kaido đã từng nhận xét khi mà Luffy thức tỉnh trái ác quỷ tại đỉnh Onigashima. Chuyện quái này là thế nào? Chào mừng các bạn đi quay trở lại bằng hải tặc bên Red. Hẳn các bạn chưa từng quên vụ Kaido nói chapter 1045 như sau. Nó bọc trong haki vũ trang và bá vương khi nhìn thấy dạng thức tỉnh của Luffy. Cũng đâu thấy được khi mà thức tỉnh son thần thoại hay một kiểu gì đó tương tự, thì chúng ta thấy được haki bá vương hay là vũ trang luôn luôn tồn tại xung quanh cơ thể của người sử dụng. Và đến giờ là lượt của ngũ lôi tình. Họ được Luffy và Zoro cho rằng có một lượng haki cực khủng đang xuất hiện bên dưới, nhưng mà vì cuộc chiến của cả hai đang diễn ra nên rất nóng lòng muốn biết chuyện gì ở dưới kia. Và đến chapter 1111 này thì chúng ta được xác nhận rằng một trong năm vị trưởng lão đã có haki bá vương chính là Thánh Mercury, với đẳng cấp cực bá, mức độ ảnh hưởng của một đòn bá khí lan rộng ở khắp hòn đảo. Mình sẽ phân tích và so sánh kỹ hơn cho các bạn thấy cấp độ của họ là thế nào so với Rally ở trong những cái video sau. Còn video này, chúng ta sẽ đến một bản đầy đủ chi tiết kèm theo lời thoại của nhân vật. Và sở dĩ mình làm rất nhiều video cung cấp chắc mới đến cho anh em như vậy là vì có lý do. Thứ nhất, trong spoiler thì các bạn cũng thấy được cái thông tin vắn tắt mà không thấy rõ được hết các diễn biến. Thứ hai, trong video full đầu tiên thì là toàn bộ các diễn biến tóm tắt của người tiết lộ spoiler chứ không kèm theo lời thoại, hình ảnh, và dĩ nhiên vẫn có những sai sót. Thứ ba, là video quan trọng nhất chính là kiểu đầy đủ chi tiết để các bạn không cần đọc truyện tranh mà vẫn có thể nắm bắt tốt nhất các tình tiết. Vì thế, một chắc mình làm khoảng 3 video nên có nhiều bạn sẽ thắc mắc sao mình lặp lại nhiều như vậy. Nhưng mình đã cập nhật liên tục chứ không chỉ là dừng lại ở một cái cũ mà làm lại lầm hoài. Hy vọng rằng anh em có thể xem và hiểu cho kênh nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Cũng đừng quên gia nhập băng bằng cách ấn nút đăng ký để băng bình Red đồng thành viên hơn nữa anh em nha. Mới sáng nay YouTube mới báo là đang gửi cái nút bạc phơi đó anh em ơi. Tiêu đề chapter 1111, Sun Shield, tức là khiên mặt trời. Mới đầu chapter này, chúng ta cũng thấy được trên bầu trời của SH. Giờ đây đã xuất hiện nhiều đám mây đen bất thường và chúng kéo dài trên cả hòn đảo như báo hiệu một cơn giông bão sẽ kéo đến. Khác rất nhiều so với các mô tả ban đầu của bầu trời hòn đảo này. Cận cảnh hệ thống laser của Labo Fay đang bị một vật thể xâm nhập vào, hình thành nên vụ nổ khá là lớn và kèm theo cả những tia sét đen xung quanh khu vực vị trí bị đục. Âm thanh vang lên hết sức gợi rợn. Chỉ ngay sau khoảnh khắc đó, một con quái điểu đột nhập vào bên trong với đôi mắt đỏ ao hoang dại. Đây chính là Thanmas trong màu dạng yokai của mình. Cơ thể của lão ta to lớn và có vài chỗ bị thương do hệ thống laser. Nhưng mà chỉ trong thoáng chốc là các vết thương đó được tái tạo lại như một cơ thể mới hoàn toàn lành lặn. Lão gào rú lên những âm thanh nghe ken két gợi rợn, lạnh cả sống lưng. Lão ta tung cánh tiếp tục di chuyển vào bên trong khu vực sảnh của SH. Và chúng ta còn nhìn thấy thêm tổ nhà phòng điều khiển đã bị Luffy bị gãy để bóp đôi đốc Kizaru trước đó. Jinbe ở vị trí nào đó đã cảm nhận được sự bất an. Ông ta dường như vẫn chưa thấy được Thanmas. Tuy nhiên thì lại nhận ra có một cái điều gì rất là gợi rợn. Ông ta ngói lại và nói: Haki thật kinh khủng. Đi thôi nào, Zoro. Đáp lại cho yêu cầu của Jinbe, thiên phó Zoro vẫn cứ đanh thép từ chối và nói: Không. Ở chắp trước đó, Zoro chấp thời cơ nhanh chóng khi mà thanh Sandai Kitetsu bay lên, sử dụng tam kiếm phái để chém xuyên người của Luffy ba nhát. Và giờ thì chúng ta cũng thấy được nó là ba đường kẻ ngang cắt dài cơ thể của Luffy. Hắn ta đứng như vợ chồng ở đó, máu mồm tuôn ra như suối và cơ thể không thể nào cử động nổi. Luffy ngửa mặt lên trời gầm rú, tỏ vẻ chưa chịu khuất phục. Hắn còn chưa ngã xuống, Zoro phản hồi Jinbe. Tức là anh ta còn cảm nhận được Luffy chưa bỏ cuộc cho trận chiến này. Hắn không bị đánh bại hoàn toàn sau khi chiêu thức Huhuva liệp hộ báo được tung ra. Có nghĩa là lý do mà Zoro chưa thể rời đây được khi trận chiến này chưa khép lại là vì đó. Ý chí của sát thủ top 1 server chính phủ thật sự rất kiên cường. Hắn đã lỡ gãy rồi nên phải cố gắng hết sức để không biến lời nói của mình trở thành vô nghĩa. Cùng lúc báo thủ gào lên để quên đi cơn đau điếng thì Sanji vọng lại qua sân truyền tin. Tới mau Jinbe, ông lôi cổ hắn ta đi được chưa? Jinbe đáp: Đúng lúc luôn. Không để mọi thứ cầu kéo thêm thời gian một giây, Jinbe kẹp cổ Zoro để bị đầu anh ta thọc vào trong nách của mình. Đi thôi nào Zoro, cậu thắng rồi. Bị kẹp bất ngờ nên Zoro cũng không phản kháng gì thêm, chỉ là ỏi ỏi lên một tiếng. Jinbe nhận thấy tình thế nên quyết định làm một cái điều không đúng với đạo hải tặc cho lắm. Rồi Luffy lắc lư người nhưng vẫn nhất quyết không chịu gục xuống. Jinbe nói: Xin lỗi khi phải làm thế này nha Rồi Luffy. Ánh mắt của gã báo đã trợn ngược lên liếc Jinbe với máu rỉ tóc xuống dưới mặt đất. Một cảnh tượng hết sức bi thảm nhưng vẫn cho thấy sự kiên cường của Luffy. Cà ra tơi người cá, ngũ thiên chuyên. Jinbe đánh ra một lượng hơi nước xuống mặt đất, đến thành một lớp sương mờ thổi về phía của Luffy, khiến cho hắn ta bị nhòe mắt. Hắn sử dụng tay của mình để chắn lại, trong khi vết thương ở ngực thì vẫn cứ thấy máu chảy đầm đìa. Khi mà làn khói vừa dứt thì Jinbe cùng với Zoro chạy được một đoạn. Luffy cũng trở lại dạng người của mình và bắt đầu khụy xuống, tay của hắn ta chống đất và thở nặng nề. Cùng lúc, hắn nhận ra được có một thứ gì đó với kinh lực gợi hồn đang đến. Không ai khác chính là Thanmas. Lão ta với sải cánh khổng lồ sặc sỡ tiếp cận Luffy hỏi: Cyberborn Aegis Zero, Luffy, Zoro đâu rồi?
chúng ta cũng thấy được khu rừng mà lão ta đập cánh để bị phá hoại một cách rất nghiêm trọng. Dính bấy cổng Zoro trên lưng của mình thao lùi. Nhanh lên! Zoro ngói lại nhìn thấy con quái điểu rồi thốt lên: Cái quái gì thế này? Lucy khi này cũng báo cáo lại mọi thứ với Thanh Mạc như sau: Zoro có phòng điều khiển, tháp A, tầng 4. Cô ta đã bị băng mũ rơm bắt giữ. Hai tên vừa bỏ chạy là Zoro và hiệp sĩ biển cả Jinbe. Ngoài chúng ra, còn có 5 tên mũ rơm và có 2 tên Vagabond còn sống sót. Chúng đang chuẩn bị thoát khỏi tầng thí nghiệm theo lối cửa sau. Thêm vào đó, còn có 85 thành viên của Cyberbond từ các chi nhánh khác nhau. 4 Seraphim ở tầng hầm thí nghiệm. Thông điệp của tiến sĩ Vagabond sẽ phát đi trong vòng 6 phút nữa. Trong quá trình nói, Lucy móc ra một con Deidemoxy đen đặt trước đó. Trong tiếng thở hầm hập của Lucy, hắn ta bị Thanh Ma cắt ngang: Thôi là đủ rồi. Dù vậy thì hắn vẫn cố nối tiếp một chuyện cuối cùng nữa. Hắn nói thì mặt Thanh Ma đập cánh bay đi rụng lại mấy cọng lông. Lucy gào theo: Trong phòng điều khiển còn có đồng đội của tôi đang trọng thương, hắn vẫn đang ở đó, xin ngài hãy tha mạng cho cậu ta. Đáp lại lời van xin của Lucy, đôi mắt hoang dại của Thanh Ma cứ trừng trừng: Họ đây, vì ta không hề để tâm đến đám sâu bọ khi mà giẫm lên chúng bao giờ. Lúc này các bạn cũng còn nhìn thấy được một thứ khủng khiếp hơn rất nhiều từ sức mạnh của vị trưởng lão này. Những tia sét trắng nổ lách tách xung quanh cơ thể nếu mà lão ta đập cánh bay lên. Nói không ngoa thì nó chính là Haki. Trở lại khu vực chiến trường bên dưới, Luffy cười tươi rói và nói: Hai năm rồi mới gặp lại hai người. Cậu ta vui mừng khi thấy được Dory và Rogi, hai người khổng lồ họ gặp tại Little Garden và cũng trở thành những người bạn bè. Dory nói: Mũ rơm, sao trông cậu giờ khác thế? Rogi cười: Gapapapapapa, sao trông cậu cứ như là vị thần trong thần thoại yêu bát thế này? Luffy vẫn chưa hiểu. Shishishishishi, thực ra thì chính tôi cũng không rõ, mà tôi sẽ cởi cho hai người ngay sau. Luffy nhảy cẩn cẩn lên trên tay của Rogi, còn dưới chân của những người khổng lồ là cái xét xanh Wim của Thánh Jupiter vừa mới bị chặt đứt làm ba khúc mà chưa kịp tái tạo. Còn Thánh Mercury thì gầm gừ trong dạng heo: Bọn khổng lồ! Satan cũng cảm thấy bất ổn, đối đầu với chúng và Nika cùng lúc là hơi khó khăn đấy. Hai người khổng lồ đứng đối diện với hai con yêu quái. Dory lên tiếng: Mấy con thú này khủng nha, giống như là bọn thú hoang trong khu rừng tại Elbaf vậy. Luffy đáp: Mấy ông lão nè, tôi không muốn phí thời giờ ở đây để vật lộn với chúng đâu, ta phải thoát khỏi đây nữa. Dory trả lời: Ừ, ta biết rồi mà, chúng ta trước đó có gặp Sanji rồi và chúng tôi thấy được cậu trình báo nên mới tới giúp mọi người thoát đi đây. Một bản đồ thu nhỏ của SH được trình chiếu với hình dạng chibi của các thành viên trong phe liên minh mũ rơm. Tầng trên gồm nhóm của Usopp, Nami, Chopper, Jinbe, Zoro, Brook cùng với hai biển sao của tiến sĩ Vagabond muốn rời đi, ngồi chơi gió. Họ sẽ hướng đến bờ biển đông bắc bằng cửa sau, nơi tàu có những người khổng lồ Elbaf đang đợi sẵn, nhưng lúc này vầm cực vẫn còn đóng. Nhóm của bên này, Kuma, Franky cùng với biển sao của tiến sĩ Vagabond là Atlas thì sẽ tiến gần đến tàu người khổng lồ và sau đó Sanji với tiến sĩ Vagabond cũng chạy theo. Luffy và hai người khổng lồ đều đối mặt với ba vị trưởng lão. Xung quanh hòn đảo là sự bao vây của rất nhiều tàu chiến hải quân. Dory hiểu ý, lấy trong người của mình ra một chiếc tù và ông đặt lên mồm và thổi âm thanh tù tù ven khắp hòn đảo. Những chiến binh khổng lồ khác đang nghe thấy và họ hò reo phấn khởi. Xếp đó, họ tìm được mũ rơm rồi, với thiên nào ta lượn khỏi đây thôi mấy ní ơi. Chúng ta sẽ đón họ được cút xéo khỏi nơi này, có tấn công đám tàu chiến của hải quân cũng chẳng thu được một chút châu báu gì đâu. Thánh Mercury nhận ra tín hiệu rút quân sao. Thật là phiền tối đấy, ta cũng phải phát ra âm thanh cảnh báo mới được, chạy đi đâu hư. Vừa dứt câu thì chúng ta nhìn thấy Luffy khá là ngạc nhiên trước hình ảnh một con lợn lao đến. Nó mở to chiếc mồm hôi hám của mình ra một cách khổng lồ rồi gào rú inh ỏi. Tiếng gầm phát ra cả những tia sét đen cùng với một luồng kinh lực cực đại làm cho mọi thứ xung quanh bị thổi bay đi. Hai thiên trưởng người khổng lồ dùng khiên để chắn lại, còn Luffy thì dùng tay không để chinh chiến. Một số công trình xung quanh đã bị phá vỡ, bị cuốn theo cuồng phong do tiếng gầm tạo ra. Từng đợt sóng sắc như dao cạo chém tới khiến cho cơ thể của Luffy bị rợn người, từ mắt, nón, dép và cho đến cả vết sẹo trên người cậu ta cũng bị thổi tọt ra hết bên ngoài. Rogi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng chố to con mắt mà kinh ngạc. Tiếng gầm này mở rộng phạm vi ra cả hòn đảo còn nghe thấy, nó khiến cho rất nhiều hải quân yếu vía phải bật ngửa ra phía sau, xù hết cả bọt mép. Nó hệt như cuộc va chạm bá khí của Roger và Rau Trắng để khiến cho mọi thứ xung quanh bị thổi bay đi trong cơn cuồng phong, nhưng cấp độ thì có vẻ yếu hơn một chút. Tiếng gầm dứt đi thì cũng là lúc mọi người trở lại sự bình yên vốn có của nó. Rogi hỏi: Cậu không sao chứ mũ rơm? Chúng ta còn nhìn thấy được Dory dùng tay chắn lại mấy cái thứ trên người của Luffy để nó không bị cuốn theo luồng kinh lực vừa rồi. Giờ ổn chứ hả? Cơ thể cậu thiệt là nhộn quá. Luffy đưa tay sờ nắng lại cơ thể, lấy vết sẹo trên ngực đặt lại đúng vị trí của nó với một thái độ cực kỳ hồn nhiên. Người khổng lồ nói tiếp: Tiện rỗng Haki bá vương à, hắn là cái thứ quái gì thế? Chắc chắn là một trong những kẻ đứng đầu của chính quyền thế giới rồi. Trong khi họ đang nói, Thánh Mercury vẫn cứ hùng hục cuốn bốn cái chân của mình lại lao đến. Đã ta phóng vút lên trên không trung bằng cách cuộn giò của mình và lao lên trời như đoạn UFO của Luffy.
rồi sau đó xoay tròn cơ thể như một cái boomerang, rớt xuống vị trí của người khổng lồ. Chúng ta cũng nhìn thấy được hai trong số 4 cái nanh của lão đã chuyển sang lưỡi kiếm bén ngót. Thế vậy thì họ đã cùng nhau phối hợp và thành một chiêu thức được gọi là Thái Dương Khiên. Đòn này của Thánh Mercury đã bị chặn đứng lại một cách rất dễ dàng, nhưng lão ta vẫn gặng hỏi: những tên mà các người có mối quan hệ sâu sắc, các người có biết chúng là ai không? Hỏi ngu như heo, tất nhiên là bằng hữu của ta rồi. Hai người khổng lồ cười lớn rồi bắt đầu cong cánh tay của mình lại, vận lực đẩy thẳng vào trong cuống họng của Thánh Mercury trong một tình huống cười ẻ. Các bạn sẽ thấy được khuôn mặt lợn của hắn ta hết sức ngốc nghếch, giống một con heo cực kỳ. Ủa mà con heo có giống với con lợn không anh em? Đòn này làm cho Mercury bị ngã chỏng 4 cái cẳng lên trời, nhờ có mấy chùm lông lửa chạy lại cái phao cầu, chứ không thì lồi tội phồi ra bên ngoài, nhớ mà lồi ra heo cái là chết dịch luôn. Einstein bên cạnh đó cũng không kém phần bụ bẩm, lão ta bắt đầu ngậm cái miệng của mình lại bập bẹ. Dù các người có gọi chúng là gì thì chúng cũng phải bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử của thế giới này. Xong rồi lão chu cái vành môi, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi giờ bằng cách phun ra những cục nước miếng to đùng nhắm thẳng vào hướng của phi mụ rờm. Vì đã nhìn thấy được cái năng lực chết tiệt này từ trước rồi, tướng hoàng Luffy hát lớn: đọc đây, đừng có chạm vào nó. Vừa dứt câu, Luffy vươn cánh tay dài ra tóm lấy một cây dừa trên đảo và bị nó đứt ngang. Cậu ta bắt đầu sử dụng hàm răng của mình để cạp cây dừa như một khúc mí với tốc độ chóng mặt, vừa cắn vừa xoay. Cây dừa nhanh chóng biến thành một cây gậy bóng chày to chẽn. Xong Luffy sử dụng một lọ sơn cùng với cái cây cỏ đâu đó chưa rõ, mà dường như cũng là phụ kiện mà cậu ta dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra, như cái mắt kính trong trận với Luffy. Luffy sơn cây gậy mới toàn kèm theo khắc con số 56 ở trên đó, rồi cũng lấy đầu ra một cái mũ in số 56 mang lên trên đầu. Cậu ta vung tay về phía sau chuẩn bị tư thế đánh bóng, cũng vừa lúc những quả nước miếng độc của Satan bay thẳng tới. Bốc! Một cú phục đã đánh trả lại toàn bộ những cục nước miếng độc cho hai lão quái vật đang ở bên kia, chúng cũng sợ vãi lũ luôn. Luffy cười lớn: đập ông, đập lưng ông nè. Hệt như một vụ nổ bom nguyên tử, mức độ là vô cùng khủng khiếp, đến nỗi Luffy cũng phải trố mắt kinh ngạc, lưỡi thì lè ra bên ngoài. À, nó nổ tung bừng luôn. Tranh thủ thời cơ, Luffy cùng với hai thuyền trưởng người khổng lồ vỗ mắt tiêu khỏi chiến trường. Một thành viên người khổng lồ khác báo cáo: ship ơi, rừng bị lửa chặn rồi. Được rồi, đi thôi nào, chúng tự chặn mình rồi đó. Luffy đốc thúc những người khổng lồ với vẻ mặt căng thẳng: nhanh, nhanh cho ông ấy ní ơi, bởi vì chúng bất tử đây. Khi họ vừa ngó nhìn lại, thấy được bóng dáng của những con quái thú điên dần tái tạo sau vụ nổ kinh thiên động địa, cho thấy được họ chẳng hề bị thương tích gì cả, dù cho bị nổ với bom đạn. Bất tử đúng thật rồi này mà. Dory vừa chạy vừa cười: chạy, nhưng cậu bảo bất tử là sao? Tôi chịu á, làm thứ quái nào mà chúng cũng hồi phục lại được ấy. Rogue nói: trước giờ ta chưa từng biết tới thứ quái nào như thế, cho dù là trái ác quỷ hay là chủng tộc nào khác. Trong cuộc đối thoại, họ đã bung ra hết tốc lực của mình với chiến lược tổ vi thượng sách. Dù tình cảnh căng thẳng, nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập trên khuôn mặt của bọn họ. Còn ở phía bên trên là Buffy, Nami đốc thúc: nhanh lên Jinbe, Zoro. Được rồi, chúng tôi tới liền đây. Cảm thấy được bay la đà khá là chậm, nên Jinbe chuyển sang một kiểu di chuyển mới: hãy chạy sẽ còn nhanh hơn. Sau ông ta vét Zoro 304 cẳng vọt lệ. Còn khi này ở gần con tàu của những người khổng lồ, nhóm của bên đây phát hiện ra một chướng ngại mới ở phía bờ biển ngay trước mặt của con tàu. Nó chính là ba phó đô đốc với cái tên là Bonsky, Guillotine và Rekin. Chúng ta sẽ không thể nào để con nhỏ đó lên thuyền được. Jerry, Bernie. Họ bị tay rắc rắc ngỡ ý rằng mình sẽ sẵn sàng chơi khô máu với con bé lém lỉnh này, nhất định không tha cho nó dù chỉ là một đứa nhóc. Nhưng lúc này thì Sanji cũng đang vét tiến sĩ Vagabond chạy theo phía sau, và xem ra có trò hay để xem rồi. Một mình anh Tư liệu có cân được ba phó đô đốc hay không đây ta? Và lúc này một diễn biến khác tăng trên, Thanh Ma đã đáp đúng vị trí của Alas đang bị khống chế nằm một cục ở đó. Ông ta hỏi: thời cái phòng điều khiển ở đâu rồi? Alas thấy bộ dạng quái thú gớm ghiếc của lão ta đã hò toán lên: Monster, một con quái biết nói chuyện, mày là ai mà cút ra xa của tao ngay! Kiểu này mà Thanh Ma tức lên chắc cho một cái mổ là bánh xét. Chuyển lại phía bên dưới của tàu hải quân, nếu mà đô đốc Kizaru lười biếng nằm bệt ở đó sau cú ném của tứ hoàng Luffy: ngài Kizaru, làm ơn nói chúng tôi biết ngài đang bị thương ở đâu, tôi sẽ chữa trị ngay. Kizaru vẫn đưa tay để chỉ phần mắt của mình trở lên và nói: ta đang bị một vết thương rất sâu, nhưng mà ta muốn tự mình sẽ chữa nó. Bây giờ hãy đợi cho ta nghỉ ngơi một chút đi nào. Bỗng nhiên có tiếng Dedemusi vang lên: báo cáo, ở trung tâm của hòn đảo có một thứ gì đó to lớn hơn cả những người khổng lồ xuất hiện. Nó đang hướng về phía bờ biển Tây Bắc. Over. Không gì xa lạ, chính là con robot cổ đại được đánh thức. Nó đang di chuyển trong biển lửa mà không hề bị bất cứ một tổn hại nào, và đồng thời nó cũng đang lầm bầm rằng: ở là lỗi của tôi, robot. Trước cảnh tượng này thì anh ấy cũng quá đổi kinh ngạc, nhất là hải quân khi quan sát thấy được phía bờ biển. Mọi thứ còn lại có gì hấp dẫn? Chúng ta hãy cùng đón chờ xem sau 3 tuần nữa mọi người nha. Còn bây giờ, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.